Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại quay trở lại với chuyên đề tính thể tích và khoảng cách. Mình sẽ chiến khoảng độ chục bài hơn chục bài về cái phần này, sau đó là mình sẽ chuyển sang cái phần khác, phần hình giải tích chẳng hạn, hoặc là phần đại số. Thì không biết các bạn có thích làm theo kiểu này hay không, nhưng mà cứ mỗi buổi tối các bạn mở kênh ra, các bạn xem một vài video của cái phần này để chúng ta luyện thêm nhé. Chắc chắn là các bạn sẽ đi học thêm ở các lò rồi. Thì đây chỉ là những cái bài tập mà các bạn sẽ làm thêm thôi. Chúng ta giao lưu với nhau cho vui. Rồi, hôm trước mình đã làm sang câu thứ 10 rồi. Bây giờ mình chuyển sang cái câu thứ 11. Câu 11 là người ta cho hình chóp SABC. Đáy ABC là tam giác vuông cân tại B này. SA vuông góc cạnh đáy. Rồi, việc vẽ thôi. SA vuông góc đáy này. Các bạn tập cách tư duy làm những cái bài toán này sao cho nó nhanh nhất nhé, nhanh nhất có thể. ABC. Bây giờ người ta cho tam giác ABC vuông cân ở B rồi. Và cạnh AB này bằng 8A. Góc giữa hai mặt phẳng SBC và ABC bằng 30 độ. Đây mặt phẳng SBC đây, mặt phẳng ABC, giao tuyến của nó là BC. Mặt phẳng mà vuông góc với giao tuyến này là mặt phẳng nào? Thì các bạn thấy BC này vuông góc AB này. Đúng không? Theo giả thiết AB lại vuông góc SA nữa. Vậy BC vuông góc mặt phẳng SAB. Đúng chưa nào? Vậy góc giữa hai mặt phẳng SBC với mặt phẳng ABC nó chính là góc SBA này. Và người ta cho đây bằng 30 độ. Đấy. Cho bằng 30 độ rồi, vậy thì cho 30 độ này chính là mục đích là mình tính cái SA này. Đúng không nào? Vậy thì bây giờ đi tính SA thôi. Bây giờ mình sẽ có tang 30 độ. Tang 30 độ. Tang 30 độ thì bằng đối chân kề tức bằng cạnh SA. SA chia cho AB đúng không? Bằng SA. Cái này nó cứ lấy nét theo kiểu gì ấy nhỉ? Bằng SA này. SA chia cho AB. AB. Vậy bây giờ mình suy ra SA bằng cái gì? SA sẽ bằng AB nhân tang 30 độ đúng không? AB người ta cho bằng 8A đây rồi. 8A nhân với tang 30 độ, tang 30 độ bằng 1 phần căn 3. Vậy đây nó sẽ bằng 8A chia căn 3. Đúng chưa? Và bây giờ người ta bảo cái gì? V là thể tích của khối chóp SABC. Vậy bạn phải tính thể tích rồi. Thể tích thì tính được đường cao rồi. Bây giờ tính diện tích đáy thôi. Diện tích đáy thì cái tam giác ABC này vuông cân ở B. Vuông cân ở B này thì vậy thì bạn tính luôn được diện tích của tam giác ABC đúng không? S của ABC sẽ bằng 1 phần 2 đường cao AB này nhân với BC. Vậy đây sẽ bằng là 1 phần 2 này nhân với 8A nhân với 8A đúng không? Với hai cạnh này bằng nhau. 8 chia 2 bằng 4, 4 x 8 bằng 32. Đây bằng 32 A bình. Đương nhiên là đơn vị diện tích rồi, nhưng đây là bài toán về trắc nghiệm nên là bỏ qua những cái khâu đấy đi. Vậy bây giờ thể tích V của nó sẽ bằng 1 phần 3 đường cao là SA. SA là bằng 8A chia ra căn 3 nhân diện tích đáy là bằng 32 A bình. Đấy. Giải nước được cái gì không? Chả giải nước được cái gì cả, khổ thế chứ. Đúng không? Cái này các bạn lấy máy tính các bạn bấm nhé, hoặc để ở đây xong sau các bạn bấm một loạt luôn. 2 x 8 bằng 16 này. Nhớ 1 3 8 24 nhân 1 là 25. 2 5 6 A mũ 3 đúng không? Và chia cho 3 căn 3. Bây giờ người ta yêu cầu là có gì? 9V căn 3 chia A mũ 3. Thì bây giờ mình lấy 9V căn 3 đi. A mũ 3 lắm nó chỉ tiêu. 9V của chúng ta sẽ bằng gì? 9V sẽ bằng 9V nhân căn 3 nữa cơ. Đây căn 3. Căn 3 nhân 9 thì bằng 9 căn 3 nhân V tức là nhân với 256 ở A mũ 3 chia cho 3 căn 3. Căn 3 và căn 3 là chỉ tiêu đúng không? 9 chia 3 đều bằng 3, còn 3 nhân 256. 3 nhân với 256. A mũ 3. Đấy, mình cứ để như này. À vì nó triệt tiêu A mũ 3 rồi. Thì cái này bây giờ thì nếu mà chia cho A mũ 3 này thì bằng cái thằng này chia cho A mũ 3 nữa đúng không? Này chia cho A mũ 3 này. Đấy, A mũ 3 là triệt tiêu. Vậy thằng này sao nào? Liệu mình có làm sai ở đâu không? Đáp án là nó có to không? 256 nhân 3. 63 bằng 18. Nhớ 1
53 15 nhân 1 16 nhớ 1 2 3 6 6 7 768. Đấy, kết quả đây bằng 768. Vậy đáp án A là đáp án chính xác. Xong. 5 phút. Úi giời ơi. Các bạn nhìn thấy làm nó chẳng năng suất một tí nào đúng không? Ta chuyển sang câu thứ 12 này. Câu 12 nó cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông, cạnh là 8A. Để mình gấp bớt cái này lại để cho nó đấy. Đây. Cho hình chóp SABCD có đáy là hình vuông, cạnh 8A. Đáy là hình vuông, vậy mình cứ kẻ nó hình vuông đã. Cạnh là 8A. SA vuông với đáy này. Đây là S, A, B, C và D. Không biết các bạn có thích học theo cách này không? Nếu không thích thì các bạn bảo mình ở dưới nhé. Các bạn muốn học theo cách như nào thì bảo với mình. Cái này mình nghĩ rằng mỗi buổi tối các bạn mở ra, các bạn xem 1 đến 2 video, xong dần dần nó cứ tích tích tiểu thành đại thôi. Mình nghĩ làm như thế là ổn ổn với các bạn. Các bạn học bây giờ học vất vả quá, học quá nhiều rồi. Biết góc giữa SC và mặt phẳng ABCD bằng 45 độ. Hình SC đây. Được chưa? Vậy hình chiếu của SC nó chính là AC. Đấy, góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng ABCD nó chính là góc SCA này. Điều người ta cho đây bằng 45 độ. Được chưa? Bây giờ cái hình vuông này nó người ta cho cạnh là 8A rồi. 8A, vậy bạn sẽ tính ra luôn AC. Đúng không? AC này nó là đường chéo của hình vuông. Đường chéo của hình vuông nó sẽ bằng một cạnh nhân với căn 2. Đúng không? Hoặc là nếu không các bạn dựa vào tam giác vuông này, các bạn không hiểu dựa tam giác vuông ABC thì các bạn AC bình sẽ bằng AB bình cộng BC bình, hai cạnh này bằng nhau, đúng không? Vậy bây giờ mình tính được luôn AC này. AC của ta sẽ bằng là một cạnh nhân căn 2, tức là bằng 8 căn 2. À, mình tính được AC rồi. Tính AC rồi, bây giờ mình tính SA. Thì các bạn ấy tính tan 45 độ thôi. Tan 45 độ. Tan này bằng đối SA chia kề, tức là chia AC. Thì ở đây các bạn nhìn thấy rằng là tan 45 độ bằng 1, vậy chia SA bằng AC luôn. Và bằng 8A, 8 căn 2A. Tính được SA rồi, bây giờ họ bảo là gì? V là thể tích của khối chóp SABC. Đây, S này, ABC. Thì các bạn thấy nhìn thấy rằng là ABC nó cũng chính là cái mặt phẳng ABCD luôn, đúng không nào? Vậy thì cái đường cao của cái khối chóp này nó vẫn chính là SA. Vẫn chính là SA, vậy thì SA biết rồi, các bạn tính diện tích tam giác ABC này thôi là xong. Đúng không? S của ABC sẽ bằng 1/2 đường cao, tức là AB phải nhân với BC, đúng không? AB nhân với BC và bằng là 1/2 này nhân với 8A, nhân với 8A nữa. Vậy đây nó bằng gì? 8 chia 2 bằng 4, 48 bằng 32. 32 A bình phương. Được chưa nào? Vậy bây giờ thể tích của khối chóp V của SABC. V của SABC bằng gì? Bằng 1/3 đường cao. Đường cao là bằng 8A căn 2, 8 căn 2A và nhân với 32A bình. Đấy, vậy bằng cái gì nào? Không giải được cái gì à? Ôi chán nhỉ. 28, 2 x 8 bằng 16, nhớ 1, 83, 24, nhớ 1, 25, 256, căn 2, chia cho 3, đây là A mũ 3. Được chưa nào? Bây giờ người ta lại bảo là gì? Mình đang làm sai đề hay cái gì đấy? À rồi. Bây giờ nó 3V chia cho 512. 3V thì viết thôi. 3V này chia cho 512. 3V chia cho 512 thì bằng gì? Bằng 3 nhân với 256 căn 2 A mũ 3 chia cho 3 nhân với 512. Đúng không? Vậy 3 và 3 đây giản ước, được chưa nào? Vậy đây nó bằng 256 chia 512, thằng này sẽ giản ước được các bạn ạ. 512, các bạn lấy máy tính bấm cho nhanh nhá, chia cho 256. Thì nó bằng 2, đúng không? 262 hết này, 251 2245 hết, đúng, bằng 2. Vậy thì nó sẽ bằng là căn 2 A mũ 3 chia cho 2. Được chưa? Bây giờ lại là gì? Bây giờ nó lại 3V chia cho 512 A mũ 3. Vậy thì nhân với A mũ 3 đây này. Thì A mũ 3 nhân đây này. Thì A mũ 3 và A mũ 3 đây triệt tiêu. Đúng không? Vậy bằng căn 2 trên 2.
Thử xem có đáp án nào. Đáp án căn 3, 3, căn 2, 2. Vậy trục căn thức ở mẫu đi. Hay làm sao mà trục được nhỉ? Mình liệu làm mình làm có nhầm nhầm đâu không? Liệu có làm nhầm ở đâu không? Đây bằng căn 2 trên 2. Căn 2 vậy thì đây rồi đúng rồi. Đấy các bạn ấy rất là ấu trí. Nhân lên căn 2 xong rồi chia cho căn 2. Căn 2 trên 2. Đây nó là đáp án là căn 2 các bạn ạ. Có cái gì sai ở đây không nhỉ? Có cái gì sai ở đây không nhỉ? Căn 2 trên 2. Mình không biết là mình là có làm nhầm ở đâu không các bạn ạ. Nhân căn 2 thì nó bằng 1 phần căn 2. Vậy tại sao ở đây nó lại có nhỉ? Tại sao đáp án ở đây nó lại là căn 3? Ok, thế được. Các bạn kiểm tra, lát nữa mình sẽ kiểm tra lại cái đáp án này xong mình comment ở bên dưới nhé. Các bạn có thể xem đấy, xong các bạn comment ở bên dưới xem là nó đúng hay sai giúp mình nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn học tốt.